Chào các bạn, tôi biết ai trong chúng ta cũng đã trải qua thế này, trằn trọc và thức trắng đêm, cảm thấy kiệt quệ, mỏi mắt, nhức đầu, ta muốn đi ngủ, nhưng não bạn cứ hoạt động không ngừng nghỉ. Tệ nhất là nếu ngày hôm sau có sự kiện lớn nào đó, như là đi làm hay đi học trở lại, bạn chỉ muốn được nghỉ ngơi để diện mạo tươi tắn sẵn sàng cho hôm sau. Đã có Mia đây. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một số bí quyết tuyệt vời để bạn có được một đêm ngon giấc. Trước tiên hãy nói đến những nguyên nhân thường gặp gây ra chứng thiếu ngủ hay khiến bạn không ngủ được, như bệnh mất ngủ. Số 1, ăn quá nhiều. Số 2, ăn những thực phẩm gây kích thích sát giờ đi ngủ. Số 3, lệch múi giờ, tức là bạn di chuyển từ vùng địa lý này đến vùng địa lý khác, nơi mà bạn có thói quen ngủ ở múi giờ này nhưng cơ thể bạn lại phải ngủ ở múi giờ khác. Số 4, căng thẳng, tức là não bạn không thể nghỉ ngơi và bạn cứ nghĩ liên tục. Số 5, thói quen, tức là bạn có thói quen đi ngủ lúc 2 giờ sáng chẳng hạn, vì đã quen thế rồi. Vì vậy, ngoài việc loại bỏ những yếu tố trên khiến bạn không có một đêm ngon giấc, bạn còn cần có chế độ ăn uống lành mạnh và tạo thói quen hàng ngày để cải thiện sức khỏe nói chung. Điều này có thể giúp bạn giảm tình trạng thừa cân, khiến làn da tươi sáng. Nó còn giúp giảm chứng chướng bụng, hôi miệng, cải thiện tâm trạng. Bây giờ là 7 bí quyết giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho một đêm ngon giấc. Số 1, tránh ăn quá nhiều trước giờ đi ngủ. Bạn hãy ăn cách ít nhất 4 tiếng trước giờ đi ngủ. Nếu bạn đang định ăn buffet và biết là mình sẽ ăn rất nhiều, vậy thì hãy cố gắng ăn cách đó 5 tiếng. Vì đôi khi nếu bạn ăn quá nhiều, thức ăn cơ thể sẽ bị quá tải vì phải tiêu hóa chỗ đồ ăn đó. Đó là lý do vì sao bạn thao thức cả đêm. Số 2, tránh đồ ăn gây kích thích, như là đồ ăn chứa nhiều đường, rượu, caffeine, các loại thuốc. Hãy ăn nhiều rau. Nhiều người hay uống một ly sữa nóng trước khi ngủ. Nhưng theo tôi thì thứ gì ấm cũng được, bất kể là nước ấm, súp ấm, trà ấm, chỉ cần trà đó không chứa caffeine. Số 3, tránh xem TV hay dùng máy vi tính trong vòng 1 giờ trước khi đi ngủ. Thay vào đó, hãy đọc sách. Đọc sách khiến tôi buồn ngủ ngay lập tức. Tôi không biết bạn thế nào, chứ nếu đặt một cuốn sách trước mặt tôi thì tôi sẽ ngủ ngon lành. Thông thường đọc sách khiến mắt bạn sụp xuống và có xu hướng dễ buồn ngủ hơn. Tôi nhận thấy đeo miếng che mắt lúc đêm cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, là bạn ngủ sâu hơn vì ánh sáng cũng gây kích thích, khiến bạn thao thức. Hãy nhớ tắt hết đèn và nếu cần thì đeo miếng che mắt nhé. Số 4, tránh la hét hay hát hò trong vòng 1 giờ trước giờ ngủ. Sự dao động về cảm xúc cũng là nguyên nhân làm bạn mất giấc ngủ đêm. Vậy nên thay vào đó, bạn hãy nghe vài bản nhạc êm ái và du dương. Bạn có thể ngâm nga vài bài, nhưng đừng tranh cãi giận dữ trước giờ ngủ nhé. Hãy lấy bông bịt tai nếu cần để ngăn tiếng ồn ào của giao thông hoặc môi trường xung quanh, đại loại thế. Theo tôi, điều này hoàn toàn giúp cải thiện giấc ngủ. Số 5, tránh tập luyện quá sức như chạy bộ, bật nhảy, khiêu vũ hay tương tự vậy, vì nó làm tăng lưu thông máu, càng khiến bạn bị kích thích và tỉnh táo. Thay vì đó, bạn có thể thiền định, giúp thanh lọc đầu óc, tâm hồn, và bạn sẽ ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi. Hãy thay bỏ gối và ga giường thường xuyên. Tôi nhận thấy mùi thơm tho sạch sẽ giúp xoa dịu cơ thể. Đồng thời, tôi rất thích chất liệu lụa, nên nếu bạn dùng vỏ gối bằng lụa thì thật tuyệt. Nó không những có tác dụng trị liệu mà còn tốt cho da và tóc của bạn nữa. Số 7, giữ ấm cơ thể. Khoa học đã chứng minh, nếu bạn giữ tay chân được ấm thì bạn sẽ ngủ dễ hơn. Nên hãy mặc đồ ngủ phù hợp, và mùa đông hãy thử ngâm bàn chân trong nước ấm ít nhất 20 phút trước khi ngủ. Chắc chắn sẽ giúp bạn buồn ngủ ngay lập tức. Bạn có biết một phát hiện khá kỳ lạ và ngẫu nhiên theo giáo sư Cho của Đại học Sydney? Họ làm các nghiên cứu đối với một nhóm đàn ông bị chứng khó ngủ. Nhưng khi những người này ăn gạo thái cách 4 tiếng trước giờ ngủ, họ có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn nhiều so với việc dùng bữa.
sát giờ ngủ với các loại gạo khác. Tôi chỉ đưa ra ví dụ thế thôi, nếu như bạn thắc mắc. Tôi đã đề cập rất nhiều trong các video trước về giờ vàng cho giấc ngủ là từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, vì đó là khoảng thời gian cơ thể tự giải độc. Mỗi đêm cơ thể bạn đều giải độc vào thời điểm đó. Lúc đó lá gan sẽ giúp thành lọc máu, và khi bạn thức khuya không để cơ thể giải độc, có nghĩa là bạn đang gây phiền phức cho cơ thể của mình. Đó là lý do bạn không chỉ nên đi ngủ sớm, mà còn nên ngủ đúng giờ, vì cơ thể bạn được nghỉ ngơi, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Tôi không biết liệu đây có phải là điều mà bạn nghĩ đến không, nhưng tôi nhận thấy vào một thời điểm ban đêm, lúc mà bạn rất mệt, dù là chỉ 10 rưỡi hay 12 giờ đêm, nhưng luôn có khoảng thời gian cụ thể vào lúc tối muộn bạn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Nếu bạn bỏ qua thời điểm buồn ngủ này, thì ngay lập tức bạn sẽ tỉnh táo. Sự thực là cơ thể bạn đang rơi vào giai đoạn tồn trữ năng lượng. Từ buồn ngủ cho đến mệt mỏi, cơ thể không được nghỉ ngơi, dẫn đến kiệt sức. Sau đó cơ thể sẽ tiêu hao nguồn năng lượng tồn trữ để giúp bạn hoạt động và tỉnh táo. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy một thời gian, sẽ làm cho cơ thể hao tổn sinh lực. Vì thế bạn có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Nên tôi mới luôn nhấn mạnh phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu có thể, bạn nên đi ngủ sớm. Đây là kinh nghiệm thực tế. Tôi chia sẻ thêm nhé, bằng việc đi ngủ sớm hơn, không chỉ làn da tôi tươi sáng, đẹp trở lại, mà tôi còn giảm được ít cân thừa nữa. Nó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Tôi hạnh phúc hơn. Tôi không còn cáu kỉnh và bực bội. Những điều tôi vừa đề cập ở trên đều liên quan đến nhau. Nó rất quan trọng. Vì sao tôi nghĩ các bạn nên để ý? Và hãy chia sẻ video này với những người mà bạn nghĩ đang gặp phải vấn đề tương tự, vì nó rất quan trọng. Tôi cũng đã làm một video về cách bấm huyệt để cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp bạn có giấc ngủ ngon. Nên nếu chưa xem, bạn hãy xem nhé. Tôi cũng có những bí quyết nho nhỏ đặc dụng trên Facebook và Instagram. Đừng quên theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu có bất cứ câu hỏi nào, bạn hãy bình luận dưới đây. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Tạm biệt.